Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video unbox. Unbox, bạn không phải không? Đã là về 2 ngày trước nhưng mà thì bảo bị bảo người ta delay 2 ngày. Mình đem kem tới các bạn nhìn thấy. Nhà điểm có nhiều mà. Ok đây. Đây 3070. Mình mua EVGA là mình đợi ở trong cái waitlist từ tháng 11. Mình có. Mình nặng vậy. Sự thực tế quá. Ơi, đừng cái thông đừng trả lại không được. Tại mình phải để giờ cắt. Bạn khi mở đồ bên này thì có thể trả đồ lại nếu các bạn không làm hư mấy cái kia. Nên mình không muốn làm hư mấy cái kia. Này mở sao ta? Ở đây. Đây đây. Ok, bật cái thùng này đi. Hướng dương. Được cái dạng của ever ever chữ E. Vậy. Yeah, một phần trăm áp cái capture code plus gắn cái này vô hai máy là stream được. Mình không cần cái đó tại vì mình có hai máy. Ui trời ơi nặng vậy. Nặng vậy chắc đổi cái PC á. Mình đổi cái case. Điện. Ui nặng quá. Ok, bây giờ mình sẽ gắn máy vô. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái này. Mở cái GPU này. 1060 này ra. Hy vọng là vô dừa hoặc là mình có một cái máy bự của anh mình thì case bự đây để đó ta đó. Ừ, để cái này ra luôn.
Rồi. Đây. Một thế ra. Rồi đây, 10060. Ui, cái này em biết to dày chưa không? Mà thử thôi. Để chú, học cái này, phải gỡ cái này ra. Rồi cơ. Rồi không vừa rồi. Có thể mình sẽ phải đổi cái case. Được rồi. Rồi chú. Không biết à. Hơi to. Mình có một cái case bự. Nhưng mà được cái này chưa? Chứ bây giờ mà đuổi một cái dạng như này qua bên kia đuổi sức lắm. Có đến đâu nữa. Ok các bạn, mình đã làm xong. Ok. Quạt Masan 32 GB 3070. Thì cooler rất là cool. Cooler Ryzen của nó sai luôn. Chứ chưa chưa có. Hai cái đèn xanh, quạt xanh ở trên, cái đèn xanh ở sau. Bốn cái RAM, một cái GPU. Ở kia là 500 GB. Không có cái ở sau này nữa. Đó. Cái M2 chạy M2 chạy rất là nhanh. Không có kia bị hư. Hư. Nó dậy lâu cái mà tính nãy giờ. Hơi nhập. Mà tính nhập. Không có kia là cái máy cũ của anh mình. Hiện tại rất là xa cho nên mình dùng cái máy đó đọc stream. Đọc chat stream. Thì mình đang ngoài kia rất là lag, máy đó rất là cũ rồi cho nên hơi phế. Bây giờ mình để con 10060 của mình vô cái máy này.